chào chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang ở trước chợ Hoa Sừng Mỏ Cày. Nay thì chợ Hoa giờ về đây á. Chỗ này là đường quốc lộ 22. Đi thẳng sẽ đi đến cầu Bãi Tân Việt mới. Đường này mới mở cách đây 1-2 năm. Nay em sẽ dạo vừa một vòng cái chợ Hoa để ở đây á. Đây là ngay trước nè, mặt tây khu hội chợ Hoa Sừng Quý Mão. Bọc giấy dạng thọ. Vòng giấy rất là đẹp. Cũng hơi ít người mua. Phía đối diện cũng có bán bông. Đường đi đây hơi xấu. Đây có bán mấy cái mai.
số là bông giấy với vận thọ ha. Ở đây cũng vậy, giờ bông giấy ra một cây rất là nhiều màu, không giống xưa nó chỉ có một màu. Bên đây ta cũng bán rất là nhiều. Tại mới có 3 giờ chiều nên cũng hơi vắng, tầm sắp tối ta tới đây mua đông. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video đó. Em vừa quay cho mọi người cùng xem chợ Hòa Xuân năm nay giờ về địa điểm mới nó có đông vui như ở chỗ cũ hay không. Em nhận xét là thấy hôm nay nó bán đông hơn năm rồi, kính ra ta ngồi rồi kính hết khu vực. Rồi em xin kết thúc video đây.